Hello, chào mừng mọi người quay lại với series câu chuyện đằng sau những thước phim tập 3. Ở tập này thì mình quay lại quá trình học tập, sinh hoạt và làm việc của mình trong một tuần vừa qua. Thực ra mà nói thì nó là 3 tuần, tại vì mình kẹt đồ án dữ quá nên thời gian hoàn thành clip bị kéo dài ra một cách bất đắc dĩ. Bây giờ thì quay lại với chủ đề chính nè. Như các bạn đã thấy, đặc biệt là các bạn có kết bạn và follow mình ở trên Facebook và Instagram. Mình đã hoàn toàn kết thúc thời kỳ hoảng loạn, hoang mang và mông lung với cuộc đời, tương lai và cả những dự định phía trước cách đây 4 tháng rồi. Có lẽ là vì nhịp sống của mình đã trở về như bình thường, giống với các bạn cùng khóa năm 2017. Để các bạn có thể hiểu rõ hơn lý do vì sao mình nói như vậy thì mời các bạn xem tiếp video nha. Cho những ai chưa biết thì mình hiện tại là sinh viên năm 3 trường đại học Swinburne, một trong những trường đại học kỹ thuật lọt top 150 trường đại học nổi danh thế giới của Úc. Nói thì nghe hào nhoáng vậy thôi chứ mình học muốn nát cái óc luôn á, stress cực kỳ. Thực ra thì ban đầu mình dự định sẽ lùi lịch học vào năm 3 của mình sang đầu năm 2021 này để có cơ hội được trải nghiệm cuộc sống du học một cách đúng nghĩa. Nhưng mà coronavirus đúng là trẻ trừ một ai, và mình tiếp tục không may mắn phải ở lại Việt Nam thêm 6 tháng đầu năm nay và học một học kỳ đầu tiên của năm 3 theo hình thức học trực tuyến. Mình tương đối lo lắng vào những tuần đầu tiên vì mình hiểu rõ bản thân không phải là một đứa có khả năng học từ xa và có thể thiếu sự dẫn dắt nhất định của giáo viên. Chưa kể thì học online mình khó lòng kiểm soát bản ngã sống để ngủ của mình lắm á. Lý do là vì cách biệt múi giờ ở Úc và Việt Nam. Úc luôn chạy nhanh hơn Việt Nam 3-4 tiếng đồng hồ, vậy nên nếu lớp mình ở Úc bắt đầu vào lúc 8:30 sáng theo múi giờ Úc thì mình bắt buộc phải thức dậy và rửa mặt vào lúc 4 giờ sáng ở Việt Nam để 4:30 vào lớp. Mình không rõ tại sao, nhưng từ khi Easter break, giờ bên đấy có lễ phục sinh, thì vào đầu tháng 4 thì múi giờ giữa Việt Nam và Úc đã thay đổi. Thay vì phải tính toán trừ hao đi 4 giờ khoảng cách địa lý như trước thì giờ hai nước chỉ cách nhau 3 giờ đồng hồ mà thôi. Điều này còn có nghĩa là mình sẽ có thêm 1 giờ đồng hồ nữa để ngủ. Thực ra thì học online cũng không có quá khó, nhưng mà bài vở thì quá nhiều cho nên là hơi căng thẳng, tại vì là nhịp độ của mọi người ở trong trường đó là nhanh và mình phải bắt kịp mọi người. Nếu như mà không bắt kịp á là giống như là mình bị bỏ lại phía sau vậy á, mà đúng nghĩa luôn á. Thì là tuần nào cũng có bài để làm, lúc nào cũng có bài để đọc và lúc nào cũng có bài để viết, cho nên là bài tập rất là nặng và mình phải dành toàn bộ thời gian để tập trung vào học, và mình giống như là mất đi hẳn những cái khoảng thời gian thoải mái, xả stress. Nói chung là mình rất là nể phục những cái người mà đã đi du học và đã trải qua cái thời kỳ này. Thế nên là cái chuyện mà mình sợ rớt môn là hoàn toàn có thật đó. Thôi bây giờ thì mình nói đến công việc đi ha. Honey, I'm down, down, down. But tell me if you are... công việc hiện tại của mình là họa sĩ vẽ minh họa, storyboard và thiết kế nhân vật, character design cho một cái studio tư nhân. Có thể nói là một cái startup, một cái agency rất là mới, nhưng mà mình đã gặp được rất là nhiều con người dễ thương ở trong đây. Công việc này nói là nhàn hạ thì cũng không đúng, tại vì là mình có rất nhiều thứ phải học,
Tại vì cái thiên hướng mà mình muốn theo đuổi là làm character design. Và cái character design thì nó đòi hỏi rất là nhiều thứ. Mình phải học về biểu cảm nhân vật, về anatomy, về bố cục, rồi là composition, rồi là rất là nhiều thứ khác nữa. Tại vì mình vẫn còn là một họa sĩ nghiệp dư, amateur thôi, cho nên là phải học vừa làm. Và rất là may mắn là mình đã gặp được một cái agency có hai anh chị chủ, phải nói là có cùng cảnh ngộ với mình. Họ cũng là một du học sinh, và họ đã về nước rồi. Hai anh chị trước đó là du học sinh Mỹ và đã về Việt Nam cách đây 6-7 tháng gì đó, mình nhớ không nhầm là vậy. Do cùng là du học sinh cho nên mình nghĩ là mình và hai anh chị cũng có thể nói là có một chút tiếng nói chung. Nhất là chị chủ của mình, chị là một họa sĩ làm animation, và mình nghĩ là mình có thể học hỏi được rất nhiều từ chị, cũng như là cái nguồn tài liệu mà anh chị có rất là dồi dào, rất là phong phú, và mình có thể học được rất là nhiều thứ từ anh chị và những cái nguồn mà anh chị đã gửi cho mình xem. Nếu như mà các bạn hỏi là đi làm thì làm cái vụ mình thích đó, làm cái việc mà mình thích đó, thì nó có áp lực hay không? Thì mình xin phép được trả lời là có. Là những cái gì mà mình đã biết trước đó và những cái gì mình đã nắm lấy trong suốt những cái năm mà mình còn trẻ thì nó đã ăn sâu vào tiềm thức rồi. Như là cái vụ mà mình vẽ minh họa xong rồi mình nhảy qua mình làm character design á, thì nó sẽ vấp rất là nhiều thứ và mình cần phải thay đổi một số cái conception ở trong đầu của mình. Ok, thì và làm cho anh chị cũng là một cái cơ duyên thôi. Nhưng mà mình cảm thấy rất là may mắn khi mà mình đã tìm được những cái con người mà sẵn sàng dẫn dắt mình những cái giai đoạn mà mình vẫn chưa thực sự vững chắc trong cái con đường mà mình lựa chọn. Bên cạnh đó thì mình cũng cảm thấy rất là biết ơn, tại vì là họ đã cho mình cơ hội để mình được trải nghiệm những cái điều mà mình mong muốn được làm, và được trải nghiệm những thứ mình chưa từng trải nghiệm trước đó. Mặc dù sẽ có những lúc rất là mệt, nhưng mà mình cảm thấy rất là vui vào cuối ngày. Ít nhất thì mình cũng đã học được cái gì đó. By the way, thì đây là cái agency mà mình đã nói đây. Công ty mình có khoảng 14-15 người gì đó, mình nhớ không nhầm là vậy. Trừ 3-4 anh chị ở trong công ty thì còn lại đều là lứa tuổi của mình hết. Đều là 20, 18, 17 gì đó. Cho nên sẽ có những lúc là công ty có không khí rất là sôi động và năng nổ. Đây là lúc mình ăn trưa nè. Trời, nhìn nhiều vậy thôi chứ ăn bánh mì chấm muối đó. Đây là chị chủ nè. Mình sẽ cố gắng không show mặt của bất cứ ai trong đây, trừ những khoảnh khắc vui vẻ. Ok, nãy giờ thì mình đã nói về phần công việc rồi. Bây giờ thì tiếp into bữa tiệc nha. Đây là bữa tiệc liên hoan của công ty mình. Rất là trùng hợp, mình cũng không biết phải nói như thế nào, tại vì là hầu hết nhân viên trong công ty đều có sinh nhật vào tháng 4. Vậy nên anh chị chủ đã quyết định là sẽ làm một bữa buffet tteokbokki để chia đãi mọi người đã làm việc vất vả trong suốt tháng vừa qua. Sau bữa ăn này, tụi mình có một cái cuộc thi vẽ tư tưởng ở một nhà sách gần đó, và mình đã có trải nghiệm rất là vui vẻ ở đây. Ok, nãy giờ sẽ stress khá là nhiều rồi. Bây giờ thì mình sẽ vào phần công việc riêng của mình ha. Hiện tại có thể nói mình là một freelancer, một artist tự do, và mình cũng có nhận những cái request riêng nữa.
Nhưng mà mọi người ơi, do là khối lượng công việc quá nhiều, khối lượng bài tập quá nhiều, cho nên là mình không thể dành ra nhiều thời gian để vẽ đồ. Các bạn có tin được không là cái video này mình đã quay cái cảnh này cách đây một tháng. Sau hôm đó thì deadline lũ lượt kéo đến và mình không thể vẽ được. Mình cảm thấy rất là áy náy đối với khách hàng của mình, tại vì là có những bạn đã thực sự rất là kiên nhẫn chờ đợi commission và những cái đợt update của mình về những cái commission mà họ đã đặt. Mình rất là biết ơn những người khách hàng, tại vì là họ đã kiên nhẫn với một câu hỏi no như mình. Trước khi chính thức vào học kỳ học này thì mình đã dành ra cũng khá là nhiều thời gian để làm commission. Gần như trong một tuần thì là mình sẽ làm commission trong khoảng 4 ngày, 3 ngày còn lại thì dùng để nghỉ ngơi và xả stress. Nhưng sau khi mình chính thức nhập học thì mình đã phải cắt giảm thời gian vẽ xuống chỉ còn thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Và sau 2 đến 3 tuần nhập học thì mình lại phải tiếp tục lùi thời gian vẽ commission xuống chỉ còn hoạt động vào chủ nhật. Và sau gần 2 tháng học online thì mình đã phải tiếp tục cắt giảm, là mình chỉ vẽ khi mà mình đã xong deadline bài tập ở trên trường mà thôi. Ok, quay trở lại với vấn đề học của mình ha. Thực tế thì là cái môn học ở trên trường của mình rất là nặng, và mình có 4 lớp cần phải theo học kỳ này. Mỗi môn thì đều có khoảng 8 đến 10 task mà mình cần phải hoàn thành weekly luôn á. Nhưng mà mình cũng có những cái bài đọc, có những cái bài luận khác nữa. Tính ra thì nó cũng không có khó lắm đâu, nhưng mà do là khối lượng quá nhiều cho nên là nó dẫn đến mình có những cái áp lực, có những cái căng thẳng nhất định khi mà phải liên tục đối mặt với deadline. Cứ xong một cái deadline này thì nó sẽ nhảy ra những cái deadline khác, và mình có lúc mình cảm thấy mình đã hơi bị choáng ngợp một chút xíu. Nhờ có việc này mà mình nhận ra là thực ra học ở Việt Nam cũng không có áp lực nhiều như mình nghĩ. Vì nếu các bạn là du học sinh hoàn toàn và học học kỳ chuyển tiếp đầu tiên từ đại học Việt Nam sang đại học quốc tế như mình thì rất dễ bị sang chấn tâm lý vì cường độ và mật độ bài tập dày đặc. Những lúc mà quá căng thẳng hay là đầu óc không còn được tỉnh táo thì có bạn bè, gia đình, bạn bè ở bên cạnh những lúc như vậy sẽ khiến cho bạn cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều, thay vì trải qua cảm giác căng thẳng đó ở một môi trường hoàn toàn mới. Mình nghĩ là mình đã trải nghiệm luôn các cái cảm giác sốc văn hóa rồi á, và thực tế thì nó không quá tệ đâu. Thực ra thì nó hơi tệ xíu. Dù chưa có cơ hội xách vali qua Úc trải nghiệm cuộc sống du học sinh thực thụ, nhưng môi trường học thuật nghiêm túc và căng thẳng ở trường mình đã khiến cho mình nhận ra được sự khác biệt giữa đại học Việt Nam và đại học nước ngoài. Kỳ học này cũng khiến mình hình thành và định hình tư tưởng về việc học và công việc cá nhân rất là nhiều. Biết cái gì quan trọng cần được ưu tiên và cái gì thì cần phải gác lại. Vậy nên sau kỳ học này thì mình nghĩ mình sẽ hoàn toàn có đủ khả năng, kinh nghiệm, sự chuẩn bị về mặt tinh thần để giữa năm, hoặc nếu trong tình huống xấu nhất là đầu năm sau, thì mình cũng có thể vượt qua khủng hoảng khi sống xa quê, xa gia đình, bạn bè và môi trường mà mình quen thuộc. Mình đã đọc được ở đâu đó một cái quote là: nếu như mà giấc mơ của bạn không khiến cho bạn cảm thấy sợ hãi thì có nghĩa là giấc mơ đó của bạn chưa đủ lớn. Vậy nên sợ hãi là chuyện bình thường thôi. Trời ơi, thật sự đây là một trong những khoảng thời gian hiếm hoi mà mình được thoải mái chơi game như thế này nè. Đây là bữa tối sinh nhật mà gia đình đã tổ chức cho mình nè. Chỉ là những phân cảnh lòng vào cho vui thôi. Thực ra thì mình cũng có những lúc có mâu thuẫn với gia đình rất là nhiều, nhưng mà mình rất là trân trọng những cái khoảnh khắc mà được ở bên cạnh gia đình như thế này. Và mình rất là biết ơn cho tất cả những gì mà mình đã nhận được từ gia đình suốt từ bé đến lớn.
Hy vọng là các bạn sẽ thích video này và mình hẹn gặp lại các bạn ở một video tiếp theo ha.